Chào các bạn nhé. Token năm nay đến Mai Pha, đi qua trên đường mà Mai Pha cũng có một cái đặc điểm nhất là cái cây quán quán ăn sáng. Để tôi đứng đây là ngay trung tâm thành phố luôn. Đây là một điểm ăn sáng tại đây. Mà tôi đến đây mà thấy là cái quán này có rất nhiều cái hay, đặc điểm nhất là có nhiều khách mà làm ăn cũng rất ngon. Tôi với các bạn hãy đến khám phá nhé. Đây, token đang lên đây. Chào các bạn nhé. Thế hôm nay token đến đây cùng đến ăn sáng, cảm thấy là cũng rất gặp rất nhiều bạn, vừa xinh gái này, vừa trẻ trai này, rồi ăn cơm ăn phở ở đây cũng rất là đông. Mà cho phép tôi được gặp chủ quán vài câu nhỉ. Chào cô ạ. Vâng ạ. Cô tên là gì ạ? Cháu tên là Lê Thị Mận. Lê Thị Mận. Thế quê quán ở đâu ạ? Cháu ở thôn Thiên xã Mai Pha. Thôn ở xã Mai Pha. Thế cháu làm nghề bánh cuốn này làm được bao nhiêu năm rồi ạ? Cháu làm được từ 2017. 2017. Thế cái nghề này, bí quyết này ai truyền cho cháu làm ạ? À, cháu tự làm thôi. À, cháu tự làm thôi. Thế thì cháu làm trên này chắc là có nhiều cái hay lắm nhỉ. Đây là một cái bánh cuốn của cháu làm ra đây. Mà rất nhiều khách hàng yêu mến. Mà hôm nay đến đây cũng rất đông. Đấy, cảm thấy là có một chàng trai trẻ nhá. Chào chàng trai trẻ ạ. Thế chàng trai đến đi ăn cái bánh cuốn này cảm thấy ngon không? Rất là tuyệt vời bác ạ. Rất tuyệt vời. Cháu rất thích ăn và các cháu nhỏ cũng rất là thích ăn. À, hôm nào cũng ăn bánh cuốn. Thế hôm nào cũng vào đây? Vâng. Hay nhỉ? Vâng. Nhớ thế có bao nhiêu người cùng vào đến ăn không? Cháu thì có chị này cùng vào này. À, cùng chị này. Cùng vào này, vâng. Và vân vân các khách hàng bên cạnh nữa phải không? Vâng. À, chắc cũng rất nhiều người ở đây mà ăn cảm thấy quán này. Đây là những cô này sản xuất cái bánh cuốn từ bàn tay làm ra mà rất ngon miệng này. Thứ nhất là hay này, mà đã làm lâu đời rồi mà ở thôn còn Kiên Mai Pha này đã thấy một tài năng bán để phục vụ cho nhân dân và mọi người khách thập phương đến đây. Đây là quả bánh, còn có các quả trứng nữa phải không? Vâng. Đây là bánh trứng không ạ? Bánh trứng à? Thế cái bánh trứng này là bán bao nhiêu ạ? 13.000 ông ơi. 13.000, thế cô lại bán rẻ thế thôi. Vâng ạ, bởi vì là cháu ở nông thôn. À, thứ nhất là tạo điều kiện cho cái túi tiền của khách hàng phải không ạ? Bởi vì ở nông thôn túi tiền của khách hàng chỉ có như vậy thôi. Là cháu lại có một cái ý thức quan tâm như thế. Vì cháu nghĩ là nông dân kiếm tiền cũng khó. Bởi vì là ở đây thì là so với thành phố thì nông dân đã kiếm tiền khó hơn. Bán theo cái túi tiền của nông dân làm ra. Cảm ơn cháu nhé, cháu hãy cố gắng phát huy cái bản chất này nhé. Mà tôi với các bạn này, tôi với những cái khách hàng đến đây rất là yêu mến mà cảm thấy đây. Bây giờ những các bạn đang đến đây, đây các cháu đang chờ vào đây đây. Chào bà cụ nhé. À, chào cụ ạ. Cụ năm nay bao nhiêu tuổi ạ? 88. Mà sao còn trẻ thế? Cho phép hỏi câu là bà quê ở đâu ạ? Hàng Đồng. Thế Hàng Đồng đến đây cũng ăn sáng hay là thế nào? À, về đây cư trú. Đó là những người xuất xứ ở đây. À, thế cô đến đây ăn quán bên cuốn này cảm thấy hay không ạ? Có mặt. À, sáng nào cũng có mặt. Có thấy ngon không? Ngon. Chắc là bà 80 mấy tuổi cũng làm bạn với quán này rồi nhỉ? Đây, sang bên này cũng gặp được mấy cô gái trẻ mà đến ăn quán ở đây. Tôi cảm thấy thì nhìn hơi hay hay một tí. Chào các bạn nhé. Các bạn đến đây ăn quán cảm thấy vui không? Vui không ạ? Vui à? Mà ngon không? Ngon đâu ạ? Ngon là do chủ quán hay là do sở thích mình?
À, rau chủ quán là ngon. Thế thì tôi với các bạn chắc sẽ đến chủ quán này rất nhiều, mà ăn có thể mỗi ngày một đồng hơn nhé. Đây, đây là Token đang đến đây tò mò một cái khám phá một cái quán bánh cuốn ngon ở Mai Pha đây. À, hello, xin chào lại. Xe 47 nhau còn giáp với nhưng mà trong bao phải lắm, phải lắm, không khỏe cái gì. Trước đây cũng làm với xã hội cũng tương đối ăn đủ rồi, và giờ này là chơi còn cho mình một cặp với bạn bè phải không? Cũng trâu một chiếc cũng có thể làm. Thời bác là khổ anh bạn nhé. Tôi muốn làm quen ban đầu trong ngày 5 tiếp họ. Tôi giới thiệu tên tôi là Tô Kẻn, mà tôi làm kênh YouTube. Tô à? Tô Kẻn. Tô Kẻn. Tô Kẻn là trên Facebook. Tôi kênh YouTube là Tô Kẻn. Thế cũng được bạn Châu qua một tín hiệu để làm quen ban đầu chưa? Vâng. 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 Này các bạn xem nhé, bây giờ ngon lắm, tuyệt vời luôn, còn trên cả tuyệt vời. Các bạn đến Mai Pha hãy đến cái quán này nhé. Đây, rất nhiều ông bạn cũng rất là sở thích của bạn, tháng nào cũng lên đây. Qua một anh mời một bạn những ngày em như là cũng chỉ cần một số như đồ Hello, chào các bạn nhé. Video này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại.